Thì xin chào tất cả các bạn nha. Chúc mừng năm mới các bạn nha. Cảm ơn bạn Minh Vi nè. Cảm ơn Minh Vi rất nhiều. Bây giờ thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn chuyên Anh Hải Phòng năm 23-24 các bạn nha. Đề chuyên Anh Hải Phòng năm 23-24 có phần nghe các bạn nè. Tương đối là khó chịu các bạn nha. Phần nghe tương đối khó chịu. Thầy đã review ở trên kênh YouTube. Và phần work form khá là hay, khá là lạ. Thầy đã hướng dẫn trên kênh YouTube rồi các bạn nha. Phần này đã hướng dẫn rồi, thầy bỏ trên kênh YouTube rồi. Thì ở trong video này, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn phần tiếp theo. Đó chính là phần giới từ nè. Phần đặc trưng của Hải Phòng, phần giới từ. Nói là giới từ, nhưng nó bao gồm rất nhiều thứ các bạn nha. Phrasal verb, collocation, idiom, rất nhiều thứ luôn. Đề thi này bạn nào quan tâm có thể tải trong cái tập chuyên đề về Hải Phòng các bạn nha. Toàn là đề thi về Hải Phòng, học cái giỏi chuyên Hải Phòng. Thầy đã bỏ trên kênh YouTube ở trên page cho các bạn tải rồi nha. Hoặc bạn có thể tìm thấy trong quyển này nè. Hơn 100 đề thi thầy đã hướng dẫn trên kênh YouTube. Trở lại vấn đề chính. Ở trong video này, thầy sẽ hướng dẫn cho bạn cái phần về giới từ các bạn nha. Câu số 1 các bạn nè. Câu số 1 này thì phần lớn các bạn đều làm được hết nha. Nó rất nhẹ nhàng các bạn. Câu số 1. Thấy chữ foot là chân á. Ở trong câu này bạn chọn thầy chữ on nè. Tóm lại là Peter đã đi bộ rồi, đã đi rồi mà đi bộ. Nhưng mà nếu chúng ta đi bằng xe hơi thì chúng ta có lẽ chặn đầu anh ấy trước khi anh ấy về nhà. Thì trong câu này bạn chỉ hát các bạn nè. Đó, bạn chỉ hát nè. Thì ở đây là chặn đầu của bạn nha. Một cái phrasal verb với chữ had nghĩa là chặn đầu. Và bạn nào chọn thay chữ chữ ọc đúng các bạn nè. Đó, tóm lại là chặn đầu trước khi mà anh ấy trở về nhà. Thầy qua câu số 2 các bạn nha. Người ta lo lắng rằng nhiều động vật quý hiếm. Cái động vật mà chỉ sống ở khu vực này. Ở trong câu này bạn có từ native các bạn nè. Và bạn nào chọn cho thầy cái từ native to là đúng nha. Đó. Cái chữ native to là đúng nha. Rồi thầy chúc mừng bạn Nguyễn Nhi nha. Chúc em trên sòng lô tô may mắn nha, không cháy túi. Nha. Chúc em may mắn không bị cháy túi nha. Thầy đã xong câu số 2 nha. Thầy có cái từ native to các bạn. Có nghĩa là bản xứ của cái khu vực này hoặc chỉ sống ở khu vực này. Đó, ý câu này là vậy đó các bạn nha. Rồi Messi Bob cô bạn K Nelson nha. Rồi. Đó. Bạn nói tiếng Pháp thầy cũng nói tiếng Pháp luôn. Tiếng Pháp thầy chỉ biết là Messi Bob cô thôi. Câu số 2 các bạn. Ở trong câu này thầy chọn từ native to của bạn nè. Native to nè. Chỉ sống ở khu vực này. Thì có lẽ tuyệt chủng sớm. Thầy chọn chữ chữ áo bạn nha. Đó, hiện tại đang sống. Rồi chuẩn bị tuyệt chủng, chuẩn bị có thể mất đi. Thầy dùng chữ die out nè. Các bạn đừng chọn chữ die off nha. Các bạn đừng chọn chữ die off. Bởi vì cái từ die off á là đã chết rồi được một khoảng thời gian. Các bạn nha, chết rồi được khoảng một thời gian. Ở trong câu này thì chọn chữ die out các bạn nè. Đó. Die out có nghĩa là sẽ sớm biến mất. Ý là vậy đó. Câu số 3 các bạn nè. Câu số 3 là một cái phrasal verb của Dash C1 sai. Bạn nào chọn thay chữ why away đúng nè. Thì cái người này why away nghĩa rằng hì hục dành nhiều giờ chơi những bộ phim cũ.
trên cái máy quay phim của cô ấy. Thì trong câu này đó các bác, trong câu này các bạn nè, cái từ quay quay đó có nghĩa rằng bạn hì hục, bạn làm gì đó một khoảng thời gian rất dài. Đây chính là phrasal verb của destination C1, C2 các bạn nha. Rồi chữ tiếp theo các bạn nha. Bạn nào chọn thay chữ chữ on đúng nè. Đó. Trên cái máy recorder nè. Tiếng Việt của mình dịch là trong đó bác, trong cái máy. Nhưng mà ở đây thì mình dùng tiếng Anh, dùng chữ on các bạn nè. Thầy đã xong câu số 3 các bạn nha. Câu số 3. Bây giờ thầy qua câu số 4 các bạn nè. Câu số 4 nè. Thì trong câu số 4 này đó, ở trong câu này bạn có cái từ chúng tôi có một bản thảo được in ra, được viết để gì đó nếu chúng ta không có thứ gì để thảo luận. Theo câu số 4 các bạn, là chúng tôi đã có một cái bản thảo được in ra để mà sử dụng khi cần. Nếu chúng tôi không có thứ gì để mà nói chuyện, trò chuyện. Rồi chữ nào đây? Thầy xin chúc mừng bạn nào chọn thầy cái từ fall back on các bạn. Đó, cái từ fall back on các bạn nè. Các bạn lưu ý là ở cái phần này đó, các bạn vừa điền giới từ, các bạn vừa điền những cái particle là những tiểu từ các bạn nha. Thầy chúc thầy cảm ơn bạn Lâm Ngọc nha. Cảm ơn bạn Lâm Ngọc nè. Đó, cảm ơn Lâm Ngọc. Câu số 4 thầy đã xong các bạn nè. Ở đây thầy có cái từ phone back on á, nó mang ý nghĩa là để mà bạn sử dụng nó nha. À, để mà sử dụng nó dự phòng á. Đó, use something for help. Chúng tôi in ra một cái bản thảo được đánh máy sẵn để mà sử dụng khi cần thiết. Sử dụng khi cần thiết nếu chúng tôi hết chuyện để thảo luận. Các bạn nha. Ý câu này là vậy nha. Thầy chào Bảo Ngọc nha. Rồi chào Bảo Ngọc, chào Phương Thảo, chào Lâm Ngọc, chào rất nhiều bạn nha. Tiếp tục các bạn nè. Thầy qua câu số 5. Thì ngay khi thức ăn được mang ra, mọi người súng vào ăn. Đó, mọi người súng vào tự phục vụ, tự lấy đồ ăn. Câu số 5 các bạn nè. Khi thức ăn được mang ra ngoài. Rồi chữ này dễ các bạn nè. Chữ này dễ các bạn nè. Câu số 5 dễ nè. Bạn nào chọn thay chữ bring out đúng nè. Cơ bản rằng á, cái từ bring out này không phải là xuất bản các bạn nha. Đơn giản là đồ ăn được mang ra. Vậy thôi, đồ ăn được mang ra các bạn nha. Happy New Year bạn Maureen Trần nha. Đó, Happy New Year các bạn nha. Cảm ơn các bạn nè. Ngay khi đồ ăn được mang ra thì mọi người súng vào tự phục vụ đồ ăn. Trong câu này các bạn có từ dive các bạn nè. Dive không phải là lặn gì đây đâu các bạn nha. Bạn nào chọn thầy chữ dive in nè, hoặc là cái từ into á, nó mang ý nghĩa là súng vào, hùa vào, tự phục vụ ăn các bạn nha. Đó, súng vào, hùa vào, tự phục vụ ăn. Đó, có nghĩa rằng mọi người nhào vô, ai ăn gì lấy cái nó, ý là vậy quá. Thì câu số 6 bạn nè, câu số 6 nè. Thì trong câu số 6 này đó bác, ở trong câu này bạn có to be nè. Chỗ này các bạn chọn thay chữ of nha. Be of the opinion that. Thì đây chính là một cái collocation các bạn. Nó mang ý nghĩa là cho rằng, nghĩ rằng. Thì cái người này is of the opinion that. Đây là một collocation các bạn. Nó mang ý nghĩa là cho rằng, nghĩ rằng con của mình sẽ ron cái gì đó nè, thần kinh. Vì tất cả những cái trải nghiệm của nó. Câu số 6 thầy đã xong các bạn nè. Bây giờ thầy qua câu quên câu 6 còn một phần nữa. Thì chỗ này bạn có cái từ run. Bạn chọn thầy chữ chữ to các bạn nha. Chúng ta có cái từ be prone to các bạn. Có nghĩa rằng
có khả năng mắc bệnh. Đó, đây chính là có khả năng mắc bệnh các bạn nha. Có khả năng bị ốm, có khả năng bị mắc bệnh. Hai cái đều là collocation đó các bác. Cái này bạn ít gặp hơn nè. Cái collocation này bạn gặp nhiều hơn nè. Rồi thì qua câu số 7 các bạn nè. Câu số 7 thì nơi nào mà bạn hướng về, ý nói rằng bạn đi á, bạn đi tới. Thì chỗ này bạn có cái từ là be bound for. Đó, cái nơi nào mà bạn hướng về hoặc là bạn đi tới. Khi bạn gặp phải một cơn cuồng phong tháng vừa rồi. Gặp cơn cuồng phong, gặp vấn đề, gặp rắc rối. Các bạn chọn thì cái từ run into nè. Đó, gặp vấn đề, gặp rắc rối. Đây chính là cái từ run into của bạn nha. Gặp vấn đề, gặp rắc rối. Câu số 7 thì đã xong nè. Gặp vấn đề, gặp rắc rối. Còn đây chính là đi hướng về một nơi các bạn nha. Đi tới nơi nào đó. Ý là vậy các bạn nha. Thầy đã xong câu số 7 nha. Thầy đã xong câu số 7 các bạn nè. Bây giờ thầy sẽ qua câu số 8. Câu số 8 các bạn. Các bạn cũng có một cái collocation. Thì collocation của chúng ta là be nha. Collocation của chúng ta là be. Cái gì đó xung quanh nè. Be cái gì đó xung quanh nè. Nó mang ý nghĩa là unable to understand nè. Đó. Thì trong câu này bạn nào chọn thầy chữ chữ beyond đúng nè. Nó thì beyond John. Có nghĩa rằng John không có hiểu. John không có hiểu tại sao anh của nó đặt chiếc xe ngựa các bác. Cái gì đó con ngựa trong việc xử lý những cái complaint này. Thì đây là một cái idiom các bạn nè. Đây là một cái idiom các bạn nè. Cũng khá là quen thuộc các bạn nha. Thì chào bạn La Cà Thảo Nguyên nha. Rồi. Câu số 8. Đặt chiếc xe ngựa trước con ngựa. Có nghĩa là làm chuyện ngược đời các bạn nha. Đó tóm lại nè. Cái này là collocation. Còn cái này là idiom. John không hiểu tại sao anh trai của nó đặt chiếc xe ngựa trước con ngựa là làm chuyện ngược đời các bạn nha. Đó, tóm lại làm chuyện ngược đời trong việc xử lý những cái complaint này. Thầy đã xong câu số 8 các bạn nha. Câu số 8 nè. Bây giờ thầy qua câu số 9 các bạn nha. Cái này thầy nói rồi đó bạn đây nè, thầy ghi nè là không hiểu đó. Thầy có nè, be beyond someone. Be beyond someone là unable to understand, là không hiểu. Có nghĩa rằng John không có hiểu nha. Đó cái câu đó nó vậy đó. John không có hiểu. Thầy có câu số 9 nè. Câu số 9 nha, bạn có từ bundle. Bạn nào chọn thầy chữ up đúng nè. Là xếp thành từng bó đó. Đây là một cái phrasal verb. Xếp thành bó. Tôi đã xếp thành bó những cái tạp chí và cột những bó này bằng những cọng dây để bạn có thể mang đi dễ dàng hơn. Thì ở đây nè, cột cái gì đó bằng cái gì đó. Thì bằng cái gì đó các bạn chọn thầy chữ with nha. Đó, bạn nào mà chọn chữ by là trật lất á. Cột cái gì đó bằng cái gì đó. Ở đây chọn thầy chữ with các bạn nè. Rồi thầy qua câu số 10 các bạn nè. Câu số 10 các bạn điền hai chữ nha. Bạn nào điền một chữ là sai đó nha. Bạn nào điền một chữ là sai đó. Thì nó thì chỉ vào cái ngày hôm sau. Thì giám đốc cuối cùng mới có thời gian để làm chuyện gì đó. Đây là một cái phrasal verb của des. B2. Nha. Đây là một cái phrasal verb của des B2. Nghĩa là cuối cùng thì cũng có thời gian làm việc mình đã nè. Dự định đã lâu. Có nghĩa là các bác, có nghĩa là đó.
Có những cái công việc các bạn dự định làm nhưng bạn chưa có thời gian bạn làm, thì cuối cùng bạn cũng có thời gian để bạn làm nha. Sau nhiều lần bạn sắp xếp và cái phrasal verb đó ở trong sách Destination B2, các bạn chọn thầy chữ get round to nè, đó get round to nha, có nghĩa là cuối cùng thì cũng có thời gian làm việc mình đã dự định đã lâu. Chỉ ngày tiếp theo thì giám đốc cuối cùng mới có thời gian, sau khi suy nghĩ sắp xếp rất nhiều cuối cùng mới có thời gian phỏng vấn Henry về cái trải nghiệm của mình các bạn nha. Đó, chữ này đúng các bạn nè. Thầy đã xong 10 câu preposition các bạn nha. Thầy đã xong 10 câu preposition nè. Bạn nào theo dõi video nhớ like giúp thầy cái, cho nó có không khí các bạn nha, cho có động lực nè. Đó, cảm ơn các bạn rất nhiều.